Sau hơn 8 tháng triển khai, vòng chung kết và trao giải sân chơi Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới đã diễn ra với sự góp mặt của 16 đội thi xuất sắc nhất. Từ sân chơi này, Thiếu nhi Việt Nam đã có cơ hội trở thành những đại sứ văn hóa, góp phần quảng bá giới thiệu mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa Việt Nam và các quốc gia thế giới tới cộng đồng, gia đình và bạn bè. Hùng biện giới thiệu về lịch sử, văn hóa đất nước và con người Việt Nam, cũng như mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa Việt Nam và các nước bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Sân chơi đã thu hút hơn 20.000 bài dự thi của các bạn nhỏ trên cả nước trong năm học vừa qua. Sân chơi Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới do Hội đồng đội Trung ương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nhằm cụ thể hóa các đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 và chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thu Hằng và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang đã trao tặng giải nhất cho các thí sinh đến từ Hải Phòng. Ban tổ chức cũng đã trao 6 giải nhì, 9 giải ba và nhiều phần thưởng có giá trị khác cho các đội thi có thành tích cao tại vòng chung kết. Trao bằng khen của Hội đồng đội Trung ương tặng 10 hội đồng đội cấp tỉnh, 5 hội đồng đội cấp huyện đã có thành tích và tích cực tham gia, đạt thành tích xuất sắc nhất trong chương trình.